Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 1, trang 139, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Hãy đánh dấu X vào ô trống trong bảng 47.1, những ví dụ về quần thể sinh vật và tập hợp các cá thể không phải là quần thể sinh vật. Ta có bảng 47.1, các ví dụ về quần thể sinh vật và không phải quần thể sinh vật. Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại mục 1 La Mã, thế nào là một quần thể sinh vật trong bài 47, quần thể sinh vật trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 139. Trước tiên, cô sẽ nhắc lại cho các em thế nào là một quần thể sinh vật. Như các em đã được học, quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, và những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo ra những thế hệ mới. Dựa vào những kiến thức này, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào lời giải chi tiết. Ta có bảng 47.1, các ví dụ về quần thể sinh vật và không phải quần thể sinh vật. Với ví dụ đầu tiên, tập hợp các cá thể gián hổ mang, cú mèo, lợn rừng sống trong một rừng mưa nhiệt đới. Ví dụ này không phải là quần thể sinh vật vì rắn hổ mang, cú mèo, lợn rừng không cùng loài với nhau. Ví dụ thứ hai, rừng cây thông nhựa phân bố tại vùng núi Đông Bắc Việt Nam. Đáp án này là quần thể sinh vật bởi vì đảm bảo những yếu tố cùng loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian, thời gian xác định. Ví dụ thứ ba, tập hợp các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi sống chung trong một ao. Đáp án này cũng không phải quần thể sinh vật vì các cá thể cá chép, cá mè, cá rô phi không phải cùng loài với nhau. Ví dụ thứ tư, các cá thể rắn hổ mang sống ở ba hòn đảo cách xa nhau. Đáp án này không phải là quần thể sinh vật vì các cá thể rắn hổ mang sống ở ba nơi khác nhau, không cùng một thời điểm và địa điểm. Ví dụ cuối cùng, các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau, sinh ra chuột non. Số lượng chuột phụ thuộc nhiều vào số lượng thức ăn trên đồng. Đây là một đáp án thuộc quần thể sinh vật. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 139, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.